Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con Touring thương hiệu Marokin, hàng nội địa Nhật. Con xe này là sườn nhôm, không sơn. Size ống đứng là 45, ống ngang tâm đến tâm là 53. Đó, thương hiệu Marokin, hàng nội địa Nhật. Thương hiệu này là cực hiếm luôn. Thương hiệu này mà sườn nam là hiếm lắm, rất lâu mới gặp, sườn không sơn. 3 đĩa 7 lít, tay đề bấm xả Group Shimano. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem. Đây ạ. Đấy. Bộ đầu này là ok hết nhé. Đây. Shimano tay bấm xả. Bánh 700C. Vỏ hông 28 nhé. Đây, mình kéo gần cái thương hiệu cho các bạn nghe. Logo đây, Marokin nhé. Marokin là một thương hiệu nội địa Nhật mà cực kỳ hiếm luôn, rất hiếm. Đùm nhôm, cốt bẻ, vành nhôm hai lớp nhé. Cái con xe này sườn nhôm càng thép. Cái càng thép này thì nó là màu bạc nhé. Còn sườn nhôm của nó đây, đây ạ, không sơn. Ưu điểm của các những cái sườn không sơn này nha, là các bạn hoàn toàn yên tâm và các bạn sẽ có thể chỉ cần mắt thường các bạn nhìn cái là biết là tình trạng của cái sườn tròn vo, lành tít, không tì vết luôn, không có một tí vết, không cấn móp, cực đẹp. Đấy, cực hiếm nhá. Đây các bạn nhìn đây, sơn thì lại còn bảo nó dặn tốt hay gì, chứ cái này thì xin lỗi, tròn vo, sáng long lanh. Đấy, cực đẹp. Đây. Đấy, nó có một số cái tem Nhật theo xe đây. Phía này thì nó có cái tem xuất xưởng. Đây, cái tem KCS, tem xuất xưởng. Xuất xưởng đăng ký. Trên này thì là cái tem an ninh Nhật nhé. Trên này là cái tem an ninh Nhật nó dán ở đây. Đây. Đó. Tay đề bấm xả Group Shimano Tunay. Đây Tunay nhé. Nói có sách mới có trứng nha. Đây Tunay, Shimano Tunay này. Còn rất đẹp. Đấy, lip 7. Đó. Đây vành đùm nhôm cốt bẻ nhé. Đây cốt bẻ đây. Trước sau đều là vành nhôm cốt bẻ. Rất đẹp. Mọi thứ còn sáng bóng. Sườn cam kết sườn không tì vết luôn. Các bạn, cái này nó dễ lắm. Các bạn nhìn mắt thường thấy rồi. Nó đẹp long lanh như thế này. Vậy thì vấn đề là con xe này thì cam bao nhiêu chạy vừa. 45 thì nó tương đương với lại size gần, sấp xỉ với size S nha các bạn. Size S chỉ cao hơn nó là 1,5 cm. Đấy. Cái size này thì các bạn từ 1m55 tới 1m68 chạy vừa. Đây là cái chuẩn, cái khung chuẩn là như vậy. Marokin thương hiệu nội địa Nhật nhé. Đây này, không có đùa đâu các bạn ạ. Đây này, dù cho đá cạn, dù cho sông cạn đá mòn, số sườn số máy vẫn còn y nguyên. Đấy, đây những cái xe nội địa Nhật đấy. Chuẩn chỉ thì thường nó có cái dập, cái số xe series dập chim luôn. Đấy, chuẩn lắm, xe chất lắm. Không có đâu, lâu lâu mới có con. Rất lâu chứ không phải lâu lâu. Rất lâu mới gặp được cái thương hiệu này. Rồi, bây giờ mình test cái bộ chuyển động cho các bạn xem nhé. Thường những con hàng nội địa Nhật, con sườn ấy là nó có dập số các bạn. Có thể là có con thì nó dập trên đầu, trên cái cổ, trên cái ống đứng, cái cổ phốt ấy. Có con thì nó dập, thường thường thì nó dập vào cái cũ xe như mình vừa quay ấy. Rất nhẹ. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn thấy chất lượng đúng không? Nhắc là lên. Đấy. Quá ngon. Rồi. Đùm nhôm trắng bóc, cốt bẻ,
xịn sò. Vành nhôm hai lớp. Vành nhôm này khá cao nha, vành nhôm này có nó cao khoảng độ 3 xăng trở lên á. Rồi đây. Hiện tại thì nó đang ở cái đây à, cái đĩa số 2, mình về đĩa số 3 nhé. Cách nhẹ cái là nó xuống đĩa số 3 rồi. Đĩa số 3 đây. Lên đĩa số 2 này. Rất nhẹ nhàng. Như vốn dĩ nó vẫn vậy, để đấy, thấy chưa? Và bây giờ thì nó lên đĩa số 1. Vẫn rất nhẹ nhàng. Các bạn thấy số 2, số 3 trống chả này. Cũng nó re chu toa này này, đó. Ôi giời ơi. Chết rồi. Một con xe cực chất đúng không ạ? À, vui với các bạn vậy thôi chứ con xe thực sự chất thật. Đây, mình sẽ quay trớn cho xem nhé, các bạn xem nhé. Để xem cái trớn của nó như thế nào. Đây ạ. Bữa nay thì lại làm biếng, quên không gắn cái trông đứng vào đâu. Nghiêng vậy. Nghiêng thì giữ nó hơi cực chứ. Thích lắm, trớn của nó sướng lắm. À, bạn nào mà vừa sai ha. À, đương nhiên là cái sai nó mình nói là nó mang tính tương đối đây nha. 1m55 tới 1m68 là tương đối thôi. Cái size 45 này thì nhiều bạn 1m55 bạn vẫn chạy 1m50 vẫn chạy lên được, nhưng mà chuẩn size mà đi cho đẹp thì phải đạt từ 1m55 tới 1m68 chạy là ngon. Trớn thì nó cứ dè như vậy đấy. Cái này là quay mình quay bằng điện thoại nhé. Cây nhà lá vườn quay thật, người thật, việc thật, xe là thật, không dùng kỹ xảo, không dùng cắt ghép, mình quay video liền mạch luôn. Chứ mình không đến mức kỹ càng cắt từng đoạn rồi ghép lại mình quay đấy. Rồi ok. Cắt ghép thì nó tiện hơn, nó có thể ngắn video lại, bỏ lực, bỏ ra những cái nó không cần thiết, rườm rà, nhưng mà mình thì mình cũng chẳng có thời gian. Nó thật là ngồi, mà bây giờ tuổi lớn rồi mà ngồi mà lại cắt cái nọ ghép cái kia thì thực sự mệt mỏi. Thôi, cứ quay truyền thống như này, đơn giản vậy thôi. Cây nhà la vườn cho nó chân thực. Bây giờ thì mình dừng ở cái khung hình này cho các bạn cùng xem. Phải nói là rất đẹp. Con này dáng nó chuông, chuông dáng là cái sườn nó tương đối là ngang. Bánh 700C. À, vỏ là hình như vỏ Kenda, mình chơi những vỏ Kenda hông 28. Căm thì hình như cái inox thì phải, chưa có thử. Nhưng mà sắc mình nói lại một lần cuối là sườn nhôm không sơn, size ông đứng là 45. Ống ngang tâm đến tâm là 53. Đó. Size này phù hợp với các bạn từ 1m55 tới 1m68. Chạy ngon. Chuẩn luôn. 3 đĩa 7 líp. Tay đề bấm xả. Đó. Các bạn là sau khi xem xong cái video này. Nếu thấy thích con xe này thì tốt nhất là gọi nhanh. Gọi ngay số 0939 086 797 để chốt đơn. Hoặc các bạn có thể chat qua Zalo. Ok. Các bạn cứ chat đi. Mình trả lời. Rồi, còn bây giờ thì mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video này.